Sáng ngày 6 tháng 2, trong không khí nô nức của Ngày hội Tổng quân toàn thành phố, tại sân vận động Quần Ngựa, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã dự lễ giao quân, thăm hỏi, động viên và tiễn tân binh quận Ba Đình lên đường nhập ngũ. Năm nay, quận Ba Đình có 69 tân binh, trong đó 55 tân binh nhập ngũ vào 7 đơn vị quân đội và 14 tân binh nhập ngũ vào Công an thành phố Hà Nội. Đáng chú ý, 41 trên 69 tân binh đã viết đơn tình nguyện. Về trình độ, có 43 tân binh tốt nghiệp từ trung cấp chuyên nghiệp đến đại học, chiếm 62,31%. Để kịp thời động viên, Ủy ban Nhân dân quận đã quyết định khen thưởng và tặng mỗi đồng chí có đơn tình nguyện một sổ tiết kiệm 5 triệu đồng. Các địa phương cũng đã kịp thời thăm hỏi, tặng quà động viên 100% tân binh. Trong đó, Ủy ban Nhân dân phường Quán Thánh đã tặng 3 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 3 triệu đồng cho 3 tân binh có hoàn cảnh khó khăn. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chúc các tân binh lên đường, chân cứng đá mềm, vững niềm tin, mạnh ý chí, quyết tâm trở thành những cán bộ chiến sĩ tiêu biểu. Cùng ngày, tại sân Đại học Bách khoa Hà Nội, 107 thanh niên tiêu biểu quận Hai Bà Trưng đã lên đường làm nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân năm 2023. Dự lễ giao nhận quân có các đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, đại diện lãnh đạo các sở ngành của thành phố Hà Nội, quận Hai Bà Trưng, cùng đông đảo nhân dân trong quận. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự quận Nguyễn Quang Trung cho biết, năm nay quận được giao 82 công dân tham gia nhập ngũ quân đội và 25 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Trước lúc lên đường nhập ngũ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Trần Quốc Tỏ và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã trao quà cho các đơn vị nhận quân, đồng thời tặng hoa động viên các tân binh.